Đó là cái tính chất về cộng tâm tứ diệu. Nghe thì dễ. Ủa, xem thì dễ chứ không nghe thì dễ. Bây giờ giả định thầy có một cái tứ diệu. Vậy bây giờ mấy em phải hiểu là có một cái tính chất cực kỳ quan trọng em phải nhớ. Thứ nhất nè, giả định nó là trọng tâm tứ diện thì nó là bốn cái cộng lại chia bốn, là trọng tâm này thì gọi là điểm Y nha. Thì từ cái đỉnh kéo xuống là điểm H. Cái này mấy em nên hiểu về mặt hình ảnh nha, không có nhớ về mặt chữ cái nha. Tưởng tượng được không? Rồi giờ nhắc lại thôi chứ thực ra lý thuyết thì giảng rồi. Đây thì đặt là điểm H nha. Thì nếu như em có một cái tứ diện như thế này thì em biết IH chiếm mấy ô không? Một. ID chiếm mấy ô? Ba ô. Rồi nhớ tính chất này nha. Rồi nhớ. Thứ hai là mọi đường thẳng đối diện, xin lỗi, mọi đoạn thẳng đối diện khi mà bắt chung điểm kết nối lại sẽ luôn nhận cái tâm này làm trung điểm. Hơi dài, cái lời phát biểu nó hơi dài nhưng thầy nói lại và thầy dễ luôn. Mọi đoạn đối diện khi lấy trung điểm kết nối lại đều sẽ nhận cái tâm tứ diện này là trung điểm. Rồi giờ nhìn đi, thôi nói câu đó tôi mệt quá, thầy nghe thầy đọc thầy nghe thầy cũng mệt nữa nha. Nhìn nè, ví dụ đối diện giữa AD lần BC, nhìn hiểu không? AD với BC là hai cạnh đối diện nhau. Thì em nối cái EF này lại, nó sẽ nhận cái Y làm trung điểm. Có hiểu câu thầy vừa nói không? Tiếp nha. Đố em cạnh AB đối diện nó là cái gì? CD. Đó. Xong em nối nó lại, nó sẽ đi qua điểm gì? Điểm Y. Và nó nhận Y làm cái gì? Trung điểm. DB với AC là đối diện. Xong nối nó lại. KL. Thấy chưa? Giờ thấy rõ tính chất này chưa? Hiểu hiểu chất nào mà con? Và tính chất này nên hiểu về mặt hình ảnh nha. Em đọc phát biểu không bị khùng luôn á. Rồi vậy giờ nó nói này nè. Y là trung điểm MN, trong khi MN lần lượt là trung điểm hai cạnh đối diện. Như vậy mình sẽ có Y là cái gì? Y là trọng tâm. Trọng tâm đối diện. Thì chúng ta sẽ có một cái tính chất cực kỳ quan trọng em, đó là vector IA cộng vector IB cộng vector IC cộng vector ID bằng vector 0. Đây là tính chất của trọng tâm đối diện. Vậy là cái này tỷ lệ là 1 1 1 1 hết. 1A, 1IB, 1IC, 1ID. Vậy là em cho này 1 1 1 hết đi. Đúng không? 1EA, 1EA bằng chưa? Bằng 2K trừ 1IB, vậy em đưa vô 2K trừ 1 bằng 1. KIC, mã này là 1, này là K bằng 1. 1ID, 1ID, ok bằng rồi. Như vậy giải cái này ra là K bằng 1 em. Ok. Ở trên em giải K bằng 1, ở dưới cũng K bằng 1, cho nên lấy K bằng 1.